Người con gái suốt đời chờ bác. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài bà ngoại, mẹ và chị gái Nguyễn Thị Thanh, xuyên suốt cuộc đời Bác Hồ còn khắc ghi hình ảnh về một người phụ nữ vô cùng quan trọng. Bà được gọi với cái tên đầy nghi vấn là mối tình đầu của bác. Người phụ nữ này rất ít được nhắc tới và hầu hết chúng ta chỉ được nghe qua lời kể của nhà văn Sơn Tùng, nguyên phóng viên chiến trường B2, nhà Hồ Chí Minh học độc đáo đã dành hẳn cuộc đời mình để có nhiều công trình nghiên cứu về Bác Hồ, trong đó có tác phẩm Búp Sen Xanh. Vậy người con gái suốt cuộc đời chờ bác là ai? Mời các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Người con gái suốt đời chờ bác là ai? Út Huệ, tên thật là Lê Thị Huệ, con gái của cụ Lê Quang Hưng, giữ chức kế quan, một chức vụ nhỏ ở Bộ Công. Bà vốn là học trò thầy cử nghệ Nguyễn Sinh Sắc khi còn ở Huế. Bà và bác vốn gắn bó với nhau vì tình đồng môn và càng gắn bó, thấu hiểu nhau hơn khi cả hai đều sớm mồ côi mẹ. Cuộc chia ly định mệnh. Cuối cùng thì ngày chia ly định mệnh ấy cũng đến, khi bác chúng ta quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Chiều ngày 5 tháng 6 năm 1911, một ngày chiều đầy những giọt nước mắt và sự luyến tiếc. Con tàu chở anh ba, Nguyễn Tất Thành, chuẩn bị rời bến nhà rồng. Vào giờ phút chia tay, Út Huệ rưng rưng nước mắt hỏi: "Anh ba có dặn thêm em điều gì nữa không?" Chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành trả lời: "Chuyến đi này rất xa và rất lâu, không biết trước được ngày về, cho nên tôi không nỡ làm khổ Út Huệ. Tôi chỉ cầu mong Út Huệ được bình yên, mạnh khỏe và hạnh phúc mà thôi." Một câu nói không hẹn ước, không ràng buộc. Một mối tình mới chớm nở trong tim đã phải hy sinh, khiến ai cũng đau xót thương thay. Nhưng trách sao được, bởi hai từ duyên phận. Bà Huệ càng khóc, cầm chặt tay bác và nói một câu đầy linh cảm, mà ta có ngờ đâu, câu nói của Út Huệ ngày ấy, tại sao mà nó lại vận vào số phận của hai người đúng đến như vậy? Bà nói: "Nếu còn sống mà trở về, thì hãy cố tìm nhau." Trong phút còi tàu rục rã, bác chỉ kịp đặt nhẹ vào bàn tay Út Huệ một gói nhỏ, một miếng lụa nhỏ màu hồng, mở ra là một chiếc lược chải tóc và nói: "Chiếc lược này khi còn sống mẹ vẫn dùng chải tóc. Giờ mẹ mất rồi, tôi lại đi xa, tôi trao lại nó cho Út Huệ." Hóa ra thứ tình cảm tưởng rằng cả bầu trời thanh xuân ấy đối với bà Huệ lại như vết xước trong lòng. 5 tháng trôi qua, bà Huệ chải tóc bằng chiếc lược đó cho đến khi quyết định xuống tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật, tránh xa bụi trần. Sau này, có những lần bác đã hỏi hai ông Bùi Công Trường và ông Văn Khiêm về bà Huệ, nhưng cả hai ông đều nói chỉ biết rằng bà còn sống và đã đi tu, còn không biết thêm một thông tin nào nữa cả. Bác nghe xong rồi thở dài. Chia sẻ của nhà văn Sơn Tùng. Cứ tưởng câu chuyện tình này sẽ được khép lại với một bức màn bí mật được giấu kín, thì năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhà văn Sơn Tùng với thương tật trên mình, mất sức khỏe 81%, cùng với vợ là bà Phan Hồng Mai lặn lội vào Sài Gòn. Từ lời kể của bà Nguyễn Thị Thanh, chị gái bác Hồ, những năm 1948-1950, Sơn Tùng đã tìm gặp những gia đình từng có quan hệ với gia đình của Nguyễn Sinh Sắc. Ông đã gặp cô Út Huệ năm xưa, nay đã là một cụ già hơn 80 tuổi đang tu hành. Tuy nhiên, lần đầu bà đã khước từ kể lại chuyện cũ cho ông nghe, vì với bà, ông chỉ là người xa lạ, đâu rõ mục đích xấu hay tốt. Lúc đầu bà vẫn khiêm tốn, không có chia sẻ nhiều, chủ yếu đoán lòng đối phương. Bà một mực khăng khăng nói: "Tôi làm sao có quan hệ với gia đình cụ Hồ được, khéo người ta lại bảo tôi thấy sang bắt quàng làm họ." Nhưng nhà văn Sơn Tùng vẫn rất kiên nhẫn thuyết phục và đưa cho bà xem rất nhiều bức ảnh chụp về các chuyến công du của bác Hồ. Trong đó có nhà văn Sơn Tùng, bà Lê Thị Huệ mới tin rằng nhà văn là người có vinh dự được làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, trước khi kể cho nhà văn nghe câu chuyện về mối tình của bà với anh thanh niên Nguyễn Tất Thành, bà dặn tuyệt đối không được viết, cũng như không được nói cho ai biết khi bà còn sống. Nhà văn Sơn Tùng phải hứa sẽ thực hiện mong muốn đó của bà. Cảm thấy yên tâm phần nào, lúc này bà mới nhẹ nhàng kể: "Ông đã nói vậy,
và qua những gì tôi biết và cảm nhận về ông, tôi tin ông nói thật. Chắc ông cũng hiểu, có những kẻ xưng là người này người nọ, nhưng sự thật thì không phải. Bây giờ tôi hỏi ông, xin ông cho tôi biết, cụ Hồ đã qua đời thật hay chưa? Hay có chuyện gì không? Bảo Huệ lặng lại giây lát, gương mặt không giấu sự xúc động. Nhà văn Sơn Tùng không hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm cảm của bà Lê Thị Huệ. Chắc phải có một chuyện gì đây lại khiến bà nghi ngờ đến vậy? Không phải đợi lâu, bên tai nhà văn, giọng Bảo Huệ lại rành rọt. Khi anh Diệp Văn Kỳ nhận được thư cụ Hồ mời qua anh Hồ Tá Khanh, con cụ Hồ Tá Bang, anh Kỳ lại là bạn thân của Nguyễn Thất Thành. Vậy mà anh Kỳ ra đến Lái Thiêu thì bị bắn chết. Từ đó mất luôn mọi liên lạc với cụ Hồ. Bảo Huệ nhấn từng tiếng. Nói thật, tôi rất sợ liên quan đến chính trị. Tôi sợ ông đi thử nhân tâm. Với lại, có những điều đáng suy nghĩ lắm. Sao có nhiều người tự xưng là người cách mạng, giải phóng mới có mấy tháng mà đã tranh nhau nơi ở, đã đối xử với nhau thiếu tình nghĩa con người. Nhà văn Sơn Tùng thưa với Bảo Huệ. Cụ là một người tu hành, chắc cụ thấu hiểu rằng người đi tu rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể thành Phật. Trong đội ngũ những người của cụ Hồ cũng có người thế này thế khác. Bà Huệ cười, một nụ cười khô héo. Ông nói vậy, tôi cũng biết vậy. Qua những gì ông nói, tôi nhận thấy ông gần gũi với nhiều người trong gia đình cụ Hồ. Ông thực lòng muốn biết thì tôi nói để ông hiểu được cụ Hồ thời đó. Giọng Bảo Huệ trở nên âm trầm, ẩn tàng bên trong niềm rung động thiêng liêng, nỗi xao xuyến mênh mông. Nguyễn Tất Thành là một thần tượng của tôi thời trẻ, cũng như Lục Vân Tiên với Kiều Nguyệt Nga ấy. Cảnh ngộ chúng tôi đều mất mẹ. Qua những năm tháng sống gần nhau từ hồi ở Huế, chúng tôi có những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ. Chắc ông cũng hiểu rằng Nguyễn Tất Thành phải có một cái gì đó thì tôi mới có thể chờ đợi và tôn thờ suốt cả cuộc đời mình. Đôi mắt bà Lê Thị Huệ gợn lên một ánh buồn da diết. Sau này, khi anh Thành đi rồi, tuổi trẻ của tôi u ám, buồn và ngập chìm thương nhớ. Tôi mong ngóng chờ đợi một con người ở tận bên kia trái đất. Không gì có thể tả được cái nỗi lòng ngày ấy. Thỉnh thoảng anh Diệp Văn Kỳ gặp tôi, có nói cậu Thành vẫn hoạt động ở bên Paris. Bà Huệ lại lặng đi, đợi lúc bà bình tâm trở lại. Chưa lúc chia tay, nhà văn Sơn Tùng thưa với bà. Từ những gì cụ nói hôm nay, cháu xin cụ được viết thành bài báo ạ. Bà Lê Thị Huệ nhìn thẳng vào nhà văn, vẫn giọng nhỏ nhẹ nhưng rành rọt. Không nên. Sau này tôi qua đời, ông có viết gì thì viết, nhưng đừng để người thời nay và cả sau này hiểu sai về chúng tôi ngày đó. Còn bây giờ thì không nên. Nhưng thưa cụ, cháu nghĩ tình cảm của cụ với cụ Nguyễn Tất Thành là một câu chuyện đẹp. Nguyễn Tất Thành vì việc nước mà phải gác lại tình riêng, bôn ba khắp năm châu bốn biển tìm cho bằng được con đường giải phóng dân tộc. Khi giành được nước rồi, vẫn không xây dựng gia đình. Đến tận phút cuối cùng của cuộc đời cao cả ấy, vẫn luôn nghĩ về miền Nam ruột thịt. Còn cụ vẫn giữ trọn vẹn mối tình trong trắng của mình có bao thăng trầm của đời người, bao biến thiên của thời thế. Đó là một tấm gương lớn để giáo dục thanh niên, giáo dục con cháu ta cho mãi về sau. Bảo Huệ lắng nghe rồi lại từ tốn cất lời. Ông nói cũng phải, nhưng ông mới nói những điều thuận. Mà đời thì đâu chỉ có những cái thuận. Nếu ông viết, người ta sẽ nói là tôi điên. Một bà già sắp chết, đã đi tu để quên hết chuyện đời. Vậy mà bây giờ thấy người của giải phóng đến, lại còn kể về mối tình đầu để kiếm trác. Sau buổi chia tay ấy với Bảo Huệ, nhà văn Sơn Tùng vẫn giữ cho mình một lời hứa, sẽ không viết gì về mối tình này khi cụ đang còn sống. Để rồi đến năm 1980, cụ Lê Thị Huệ qua đời. Năm 1981, nhà văn Sơn Tùng bắt tay vào viết tiểu thuyết Búp Sen Xanh về thời tuổi trẻ của Bác Hồ. Trong tiểu thuyết này có nhân vật Út Huệ và mối tình trong trắng không cất nên lời đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về gia thế của người con gái suốt đời chờ đợi ông Nguyễn Tất Thành. Bác Hồ cũng như chúng ta là một con người bình thường, cũng khát vọng yêu thương, cũng mong muốn có một mái ấm gia đình. Nhưng người trở nên vĩ đại bởi vì người đã vượt lên trên cái bình thường, hy sinh hạnh phúc của chính mình với mục đích đem lại hạnh phúc bình thường cho mọi người, cho các thế hệ mai sau.
Ở bác, những tình cảm lớn, dù sâu sắc, mênh mông đến đâu cũng không che được những tình cảm riêng tư. Bác Hồ của chúng ta cũng phải gắng gỏi vượt lên ngay cả trong những lúc cô đơn, nhớ nhà, nhớ quê hương. Khi được hỏi, tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh không lấy vợ, không lập gia đình? Người trả lời một cách chân tình và thân mật. Khi còn trẻ, phải đi hoạt động cách mạng. Khi giành được độc lập thì đã già, nên không dám tính chuyện đó. Trước khi tôi ra đi, tôi có yêu một người con gái. Người con gái đó cũng rất yêu tôi, nhưng phải dừng lại chuyện yêu đương. Sau nhiều năm mất liên lạc, tôi không biết người con gái đó đang ở đâu, còn hay mất. Vậy mới thấy, trên thế gian này thật hiếm có ai vĩ đại và bao dung như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với người, lòng yêu nước thương dân như hình với bóng, thông cảm sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Không thể có yêu nước mà lại không thương dân, không lấy nguyện vọng, ham muốn của dân làm nguyện vọng, ham muốn của mình. Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Người đã hy sinh cả cuộc sống riêng tư, suốt một đời chăn đơn gối chiếc, hy sinh tình nhà để lo việc nước, tận tụy vì nước vì dân. Ngày nay, rất nhiều nơi trên thế giới, từ châu Á, châu Âu đến châu Phi, châu Mỹ, hay bất cứ nơi nào có sự sống của loài người, đều đã dựng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để tưởng nhớ những công lao to lớn của vị danh nhân văn hóa thế giới, vị cha già của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, có một nơi hình ảnh vị lãnh tụ luôn được khắc sâu và trường tồn mãi mãi mà không phong ba bão táp nào có thể lay chuyển. Đó chính là trong trái tim của mọi tầng lớp nhân dân yêu trụng hòa bình trên thế giới. Ôi lòng bác vậy, cứ thương ta, thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa, chỉ biết quên mình cho hết thảy, như dòng sông chảy nặng phù sa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo với nhân vật lịch sử của Việt Nam và trên thế giới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.